Xin chào quý vị quay trở lại không gian của shop Hà Thành. Hôm nay shop Hà Thành sẽ trình bày và giới thiệu với quý vị năm mẫu loa đều đến từ Nhật, từ Mỹ, từ Anh và từ châu Âu quý vị nhé. Trong đấy có những cái cặp loa bookshelf cũng như là loa cây cột thì bên shop đã tuyển chọn cũng như là rất kỹ lưỡng về hình thức cũng như về chất âm để giới thiệu cho quý vị trong chương trình này. Ok quý vị để đi luôn vào sản phẩm đầu tiên. Một cặp loa bookshelf trong dòng uh, XTI là dòng uh, gọi là dòng cao cấp của JBL quý vị nhá, gỗ thịt hết nhá. Uh, một cái thiết kế rất hiện đại quý vị nhá, vỏ gỗ lạng màu vàng nhạt này. Chất liệu gỗ là óc chó này. Thiết kế cho mình với cái driver bass là 16,5 cm, 16,5 cm. Màng nhựa nón nhựa và uh, gân là gân mút quý vị nhá, gân mút nhá. Tất cả hệ khung gông xương là nhôm đúc nhá, hợp kim nhôm đúc nhá. Trên là chiếc tép đóp dom titan này. Đây. Hình thức thì rất đẹp rồi. À, một chút nữa về đến cái chương trình cây cột thì em sẽ giới thiệu quý vị nhé Đấy, đây là quý vị có thể chơi cặp xeo này và mua thêm một đôi cột ở dưới này mã lớn hơn là mã XT60 quý vị có thể về vừa chơi nhạc, xem phim. ghép bộ trong gia đình thì cây bày rất đẹp nhá. Góc cạnh và căng đét quý vị nhá. Hai cặp này quý vị gần như là hàng lướt cực đẹp luôn quý vị hàng lướt rất đẹp luôn nhé gỗ vàng ngóng nguyên thủy luôn Đây. cặp loa xt 20 à, được thiết kế với chiều cao 40 chiều rộng 24 và chiều sâu là 32 cm à, đều có cái điểm chỉ chỉ dọc này quý vị nhé chỉ dọc này, nhé đây là phía hậu sau cặp này nó trùng series quý vị nhé sản xuất tại Đan Mạch này. made in Đan Mạch nhé 6 ôm Đây. Đây, dòng này ghi ra rõ luôn à, sản xuất tại Đan Mạch dùng uh, driver cũ là sản xuất tại Pháp quý vị nhé vân loa vân thùng rất đẹp quý vị nhé ok quý vị uh, với cặp loa book sell, mở hàng trong cái chuyên mục book sell, đầu tiên này thì shop sẽ báo giá quý vị một mức giá cực tốt nhé cặp này hôm nay shop sẽ để cho quý vị một mức giá là 4 triệu 500 nghìn đồng quý vị nhé 4 triệu 500 nghìn đồng à, JBL hay còn gọi là JBL có model là XT 20 Ừ ok quý vị uh, quay trở lại với uh, uh, Những sản phẩm đến từ châu Âu à, một cặp loa booksell uh, rất là đẹp đến từ thương hiệu BVKF uh, dịp này thì shop về được hai cặp mà đều đẹp tinh như nhau quý vị nhé đây phần đề căng em xếp sau này. vì chương trình nó rất là dài nên là phần đề căng thì quý vị nào mua thì bên em sẽ chụp ảnh cũng như là gửi các hình ảnh thông số cũng như là ảnh của e căng đầy đủ quý vị nhé thiết kế cho mình với chiếc bát là 16 cm mang kép la quý vị nhé mang vải kép la nón hỏa tiến hệ khung gông đúc nhá hợp kim đúc nhá lỗ thông hơi đặt phía dưới đặc trưng này. rất đẹp mịn quý vị nhé cặp này nó không có điểm chê quý vị nhé người ta gọi là đẹp như mới nhé bên em chọn hàng rất là kỹ nếu quý vị chỉ quan tâm về giá thôi Còn thực, tế là về sản phẩm quý vị nhận hàng thường là Nhắn lại với shop là đẹp hơn là khi shop quay quý vị nhé Đây Bowen Winky Có chuyện nhôm BVK Bát 161 một tép đom titan Lỗ thông hơi phía trước Rất dễ ghép quý vị nhé à, Vỏ gỗ à, Simili gỗ sồi Màu vàng nhạt như này Cặp loa thiết kế với chiều cao là 37, chiều rộng 25, chiều sâu là 24 cm đẹp mướt mượt luôn quý vị hai cặp đẹp mướt mượt này. đây là phần y uh, e căng y e căng lưới zin khung chống nhựa này. rất cứng cáp quý vị nhé tem cờ đầy đủ nhé cái này nhựa thì quý vị có thể uh, giặt rũ thoải mái nhé đây là cái phía hậu sau của cặp loa loa có thiết kế chạm loa bi quay à, bộ b và bvk bowen winky dm 601 s 3 601 s 3 quý vị nhé À, những cái dòng này là dòng cổ rồi sản xuất tại England số series đuôi là 872 quý vị nhé à, cái này em để lệch nhưng hai có 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 một hai cặp là trùng series quý vị nhé 100 w à, 8 ohm rất dễ ghép à, dòng bb thì quý vị hoàn toàn có thể ghép với những cái âm ly châu Âu như Cambridge ARK hoặc là nêm hoặc là DAD vân vân à, những cái mã thông dụng của châu Âu đấy hoặc là quý vị có thể ghép với âm ly Nhật à, bình dân thì bọn em có để nông 390 45 mã 390 AE 390 SE quý vị nhá để tầm giá 3 4 triệu để ghép với cặp loa này à, với cấu hình là uh, 7 8 triệu là quý vị chơi được bộ loa nó hoàn chỉnh nhá à, âm hình hay hình thức đẹp Ok quý vị à, uh, shop xin bao la giá luôn với cặp 601 S2 601 S2 à, nó đẹp này bình thường là cặp này nó cũng khá cao quý vị nhé Xin lỗi quý vị 601S3 hết số nhé không phải 601 s 2 Cặp loa BVK 601S3 shop nay sẽ bán cho quý vị mức giá gọi là cực sâu nhé Cặp này nay bán cho quý vị mức giá là 6 triệu 500 nghìn đồng quý vị nhé 6 triệu 500 nghìn đồng này, Rất hợp lý nhé 6 triệu 500 nghìn đồng <laughs> Ok quý vị tiếp tục với cái mã thứ ba Một cặp Foco à, Đến từ Pháp quý vị nhé Đấy. Focal Zim này Có chuyện này Đấy. Phần này là phần à, tép lõm đặc trưng Của dòng Focal Tép Titan Có à, tép, tép, Titan lõm quý vị nhé Thiết kế cho mình với chiếc bát là 16,5cm à, Cái này nó có chuyện Zim Lab đấy quý vị nhé Dòng cổ làm rất kỹ luôn à, Bát 16 nón nhựa à, màng cát nhé à, Gân cao su béo Zim Lỗ thông hơi đặt phía trước Cặp này uh, si uh, giấy simili thôi nhưng mà chất giấy nó rất đẹp, vân gỗ đẹp và chất giấy rất là dày dặn quý vị nhé. Cực bền luôn. Đấy. Cặp loa được thiết kế với chiều cao là 38, chiều rộng 20 và chiều sâu là 26cm. Uh, e căng cũng như là tuyến loa thì liên lạc quý vị nhé. đẹp như mới rồi. Quý vị uh, không có điểm gì để chê hết. Đây em xin quay phía sau. Uh, giấy simili thôi nhưng mà nó làm rất dày dặn vân rất là đẹp quý vị nhá cặp này có mã là cho rớt 706 à, uh, thiết kế với 8 ôm 75w đấy sản xuất tại Pháp quý vị nhá made in France chạm loa này đang vàng ống nhé chạm loa vàng ống này. rất tươi luôn quý vị nhá gọi là hàng hàng cá tươi nhé cá tươi mà gọi là tươi rói luôn này series trước bên này là đuôi 23 736 quý vị nhá Chiếc bên này là 23725 à, Nó liên kề series thì Quý vị chơi thì à, hoàn toàn yên tâm rồi Ok quý vị à, với cặp à, Gymlab Focal à, Cho rớt 706 à, Cặp này trong chương trình này Thì shop sẽ báo cho quý vị mức giá cực tốt Để quý vị chơi nhé Cặp này hôm nay bán quý vị mức giá là 5 triệu 800 nghìn đồng quý vị nhé 5 triệu 800 nghìn đồng Cặp loa gọi là nó không thể đẹp hơn À, dòng này cái tép nó rất hay quý vị nhé Tép rất bén, bát, trầm, đánh rất tốt à, Quý vị có thể ghép với những cái chiếc âm châu uh, Âu Giao loa mỗi vế chỉ cần 25W là chơi tốt được, quý vị nhé Chỉ cần 25W thôi Ok quý vị uh, trở lại với uh, Một cặp loa đến từ thương hiệu TANNOI, Thương hiệu Tannoy. à, Cặp dưới, cặp cột tí nữa thì em sẽ trình bày quý vị nhé Cặp cột này là cặp 7 637 uh, uh, quý vị nhé Cặp 637 Cặp trên này là à, cặp bút xeo này có model là 632 này, cặp 632 là cặp bút xeo nhé cặp bút xeo này thiết kế cũng khá hay đấy thiết kế chiếc bát thì nằm phía trên 16 cm màng nhựa nón nhựa và gân là gân cao su zin tất cả hệ khung gông làm rất chắc chắn nhé à, tép đom titan phía dưới à, có chuyện tan noi quý vị nhé bừng trên bừng dưới thì à, với cái dòng à, tương tự dòng đầu D thì nó cũng làm bửng nhựa ở trên ở trên này nó làm dạng giả đá quý vị nhé nhiều ngôi sao hoặc là như kiểu đá kim sa nhé góc cạnh thì rất cứng cáp quý vị nhé cặp la tannoy 632 được thiết kế chiều cao 41 chiều rộng 25 và chiều sâu là 23 cm cặp này nó đẹp rất đều quý vị nhé đẹp đều cứng cáp luôn đây quý vị thể thấy, thấy mặt phía sau này phía hậu sau này đẹp đều luôn nhé đây là phía tem. Tannoy 632 series chiếc bên này đuôi là 009S. Chiếc bên này là 008 m quý vị nhé. Cũng liền à, kề ở đây quý vị thì nhìn thấy em quay khá sâu này. Tannoy 632. Thằng này nó để rất thấp nhá. Cái cặp dưới này là à, 637. Thì nó để tí nó để dưới thấp mãi dưới đáy này là em cũng rất khó quay nhé. Đây, chiếc này là em nó để ở phía trên quý vị nhé. Đấy. 632. Dòng này là cái dòng... À, gọi là trung cấp của Tanoi rồi nên là chất âm trình uh, diễn cũng khá là tốt quý vị nhé và trong tầm giá thì ở uh, những cái cặp <laughs> hôm nay em chọn lựa ra mà giới thiệu quý vị thì tầm giá nó rất tốt rồi ở đâu đó nó cũng rẻ như loa nhật quý vị nhé quý vị chơi những cái cặp loa nhật uh, dòng Onkyo hay là dòng Pioneer thì nó cũng uh, những cặp Buxel Bát 16 này những cặp hay thì nó cũng rơi ở tầm 6-7 triệu những cặp hôm nay em giới thiệu quý vị thậm chí nó còn rẻ loa nhật nhé rất phù hợp để quý vị đầu tư chơi cũng như sưu tầm trong thời điểm này từ điểm này là thị trường nó xuống nên là giá hàng bên em bán là quá nét rồi. Ok quý vị, uh, shop xin báo giá luôn với cặp 632 đến từ thiệu noi Cặp này, uh, shop này bán cho quý vị mức giá cực tốt nhé. Cặp này bán quý vị mức giá là 5 triệu 300 nghìn đồng quý vị nhé. 5 triệu 300 nghìn đồng. Gọi là đẹp hết nước luôn. Ê, căng lưới rất đẹp quý vị nhé. Căng lưới thì uh, em tháo ra rất nhiều. Quý vị nào mua thì em sẽ chụp nhé. Đây ví dụ như là cái cặp em vừa quay càng tem cờ rất nét nẹt được quý vị nhé vàng óng luôn sạch tinh Đây, tất cả dây càng rất đẹp uh, ok quý vị uh, mà cặp uh, tiếp theo là một cặp noi nữa cặp này uh, có một đen là C uh, quý vị nhé eclipse nhé cặp clip cặp này uh, sản xuất tại uh, anh quý vị nhé made in uh, great britain này right. made in great britain dòng này thiết kế uh, mạ gôn ở uh, các cái gông này tương tự như dòng cao cấp dòng V dòng M của ta nói quý vị nhé cặp Ellipse clip này tiếng cũng rất hay uh, cặp này thiết kế với bát 16 cm màng nhựa nón nhựa và gân là gân cao su ngược nhé zin hết quý vị nhé gân cao su ngược nhé tép đom lo, dạng dòng này đom lụa quý vị nhé nó đom lụa thì nó cũng có cái hay là quý vị có thể chơi nhạc vàng tiếng rất mềm nhé tiếng rất mềm còn uh, đom titan thì nó chơi nhạc tây rồi những cái nhạc mạnh thì là tiếng nó bén hơn Uh, hình thức vỏ bên ngoài màu đen mà uh, rất đẹp quý vị nhé góc cạnh gọi là căng đét luôn cặp này bọn em tuyển thì quý vị uh, rất khó để chê nhé rất khó để chê luôn cặp loa thiết kế với chiều cao 39 chiều rộng 21 và chiều sâu là 23 cm đây phía hậu sau nó làm uh, giấy xi si dạng giả da quý vị nhé lỗ thông hơi phía dưới là chạm loa khắc chữ uh, ta nói thôi cũng không có ghi nhiều thông số cặp này uh, thông số của hãng thì là nó 8 ôm 100W quý vị nhé 8 ohm 100W rất dễ ghép nhé Độ nhạy 88 db Ok quý vị uh, Shop xin báo giá luôn Với cặp uh, Tannoy e Eclipse uh, Shop nay sẽ có một Mức giá cực tốt quý vị nhé Cặp này shop cũng bán cho quý vị mức giá là 5 triệu 300 000 đồng quý vị nhé 5 triệu 300 000 đồng Giá nó gọi là nó cực tốt rồi Ok quý vị uh, Cuối cùng là một cái cặp loa đến từ thương hiệu Pop. nay em cũng có một cái cặp mà uh, cột này nữa để tí để giới thiệu quý vị nha Pop cột này là cặp hai ăn nhé. Cặp Pop xem uh, thiết kế vỏ ngoài vỏ gỗ quý vị nhé. Làm rất nồi đồng của đá luôn, cứng cáp, uh, rất căng. Thiết kế cho mình chiếc bát uh, màng nhôm, uh, màng nhôm 16 cm, gân cao su béo. Ở trên là một chiếc tép họng kèn và đặc trưng của dòng các clip thì quý vị nhé Dòng ca clip thì rất nổi tiếng với cái dòng tép họng kèn nhé Cho cái tiếng ra rất là căng, mạnh, sáng nhé Làm rất chắc chắn, tuy lo bé nhưng mà làm cẩn thận quý vị nhé Ở đây là phía sau này Đấy, Các lỗ thông hơi làm rất kỹ nhé Thông hơi làm rất kỹ, cầm này nó trùng series Cầm này có model là B3 Buxel Đấy, B3 Sinenry B3 à, 8 ohm công suất 85 w quả trùng series đều là 0017 quý vị nhá trùng series cặp loa thiết kế chiều cao 40 chiều rộng uh, 32 và chiều sâu 27 Đấy, chiều rộng là 22 chiều sâu 27 Sinuri B3 à, cặp này số báo giá luôn quý vị nhá cặp này sẽ bán cho quý vị mức giá cực tốt này cặp này hôm nay em bán cho quý vị mức giá cực tốt luôn để em xem giá nhé cặp này hôm nay em bán cho quý vị mức giá là 4 triệu 300 nghìn đồng là bao đẹp mà bao zin cũng như là bao giá toàn quốc quý vị nhé 4 triệu 300 000 đồng mức giá gọi là siêu tốt luôn cũng okay. xin liên hệ shop theo số điện thoại 0388 596 666 địa chỉ cửa hàng số 2 số 3 Trung Yên 3 của Gia Nội Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tới